chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK Rồi, hôm nay thì mình sẽ lên video hướng dẫn cho các bạn cách tham gia sự kiện đảo vàng Mà cách tham gia này sẽ giúp cho các bạn nhận được nhiều tài nguyên nhất từ sự kiện đảo vàng nha Sorry các bạn vì lúc sáng thì mình bận đi làm do đó thì mình online hay muộn Và chúng ta có một cái sự kiện đảo vàng hay muộn một xíu nha Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này Đầu tiên của sự kiện đảo vàng này thì chúng ta sẽ roll xuất sắc và chúng ta sẽ xây những cái nhà tài nguyên ở những cái vị trí sao cho nó hợp lý một xíu nha các bạn ok cái vị trí chỗ này sau khi mà nó giới thiệu lên thì mình sẽ xây cái nhà đầu tài nguyên đầu tiên đó là cái nhà kim cương sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng tới cái vị trí 123 này để chúng ta xây cái nhà tiếp theo gọi là cái đài phun nước các bạn nếu mà các bạn không đến đúng được vị trí thì sau khi nó hết xuất sắc chúng ta có thể điều chỉnh vị trí của các nhà nha rồi, mình đã đến được vị trí này và ở đây thì à, ở đây thì tại vì nó chưa có thì một tí nữa mình sẽ đổi vị trí của cái nhà cái nhà ngay vị trí này các bạn nha. Hơi căng một xíu là tại vì bây giờ nó yêu cầu xây nhà tài nguyên trước các bạn ở Chỗ này chúng ta chưa xây được. Chưa xây được thì mình sẽ xây trước cái nhà tài nguyên là cái nhà bụi ở đây. Sau đó thì mình sẽ roll một đường cho nó đi tại vị trí khác. Mình sẽ xây tiếp một nhà tài nguyên khác các bạn. Nhà tài nguyên tiếp theo mà mình chọn sẽ là mình sẽ xây cái xu nội thất. Rồi, và nhà tài nguyên cuối cùng thì mình sẽ xây là xu ban hội hoặc là su uh, mê cung. Mình sẽ chọn xu ban hội nha. Giờ chúng ta sẽ xây tiếp tục các nhà tài nguyên tiếp theo này. Ở cái cách xây này thì mình sẽ không có... Mình sẽ không xây bông. Mình sẽ không xây bông. Hoặc mình sẽ xây không xì bông hoặc là mình sẽ không có xây ấy mà mình sẽ chủ yếu là mình sẽ xây tháp các bạn. Mình sẽ xây chủ yếu là tháp nha. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ xây tiếp là một cái tháp. Bên cạnh cái đại phun nước thì mình sẽ xây đa phần sẽ là tháp các bạn 1 2 3 4 5. Mình sẽ cố gắng room vào vị trí số 5 hoặc là vị trí số 4 để chúng ta có thể xây vào đây là cái cái đài phun nước. Có thể nhấp một phát lấy số 1, số 2 chúng ta xây vào đài phun nước ha. Rồi các bạn hãy lưu ý đài phun nước này. Trong sự kiện lần này thì chúng ta sẽ có hai đài phun nước, đó là đài phun nước màu vàng và đài phun nước màu trắng. Các bạn hãy bấm vào cái nút cái nút tìm đài phun nước màu vàng. Mỗi điểm sĩ khí sẽ tăng thêm chiến lợi phẩm đã cướp bốc là 0.5%. Còn cái đài phun nước màu trắng thì nó sẽ tăng gì? Phụ vinh cộng được là 0.5% và nó sẽ giảm sĩ khí cướp bốc các bạn. Như vậy thì với cái sự kiện lần này thì chúng ta sẽ nên xây cái đài phun nước màu trắng chúng ta nên xây cái đài phun nước màu trắng tại sao chúng ta lại nên xây cái đài phun nước màu trắng các bạn lý do là tại vì hiện tại trong cái đợt sự kiện này thì đài phun nước màu trắng nó sẽ tăng cái lượng tài nguyên nhận được do afk thì đầu game thì chúng ta sẽ chủ yếu là nâng cái tài nguyên afk lên chúng ta sẽ nâng cái tài nguyên afk của chúng ta lên các bạn từ các nhà chúng ta có các nhà kim cương này nhà bụi, này chúng ta có các nhà khác và các vị trí trống thì đa phần thì chúng ta sẽ xây đây là chúng ta sẽ xây cái nhà gì rồi các bạn ưu tiên các bạn nâng cấp cái đài phun nước bên cạnh đó là những cái nhà tài nguyên nha ở đây thì chúng ta sẽ ưu tiên một là đài phun nước hai là các nhà tài nguyên Ở đây chúng ta xây thêm một cái cứ trống này chúng ta chúng ta cứ xây cái tháp năng lượng các bạn rồi tại những vị trí tháp năng lượng này tại những vị trí tháp năng lượng này thì vào cuối mùa các bạn thì chúng ta sẽ oh, bị bị lỗi rồi. vào tại những vị trí tháp năng lượng này thì cuối mùa các bạn thì chúng ta sẽ ưu tiên cuối mùa thì chúng ta sẽ ưu tiên làm gì? À, cuối mùa thì chúng ta sẽ ưu tiên là chúng ta sẽ đổi những cái tháp năng lượng này thành những cái bông thành những cái bông các bạn để chi để chúng ta tối đa hóa cái lượng tài nguyên mà các bạn có thể nhận được khi các bạn đi cướp ha. còn đầu mùa thì chúng ta sẽ ưu tiên lượng tài nguyên nhận được Thông qua việc đó là chúng ta AFK các bạn nha Đầu mùa thì chúng ta sẽ ưu tiên lượng tài nguyên nhận được thông qua việc chúng ta AFK Rồi mình đã có một cái nhà kim cương lên level 5 Đây là cái tháp năng lượng xíu mình sẽ điều chỉnh sau nha các bạn Tại vì mình roll đầu trận hơi xui Mình roll đầu trận hơi xui nên cái vị trí nhà tài nguyên nó nằm không đẹp cho lắm Rồi, cuối mùa thì chúng ta cứ đổi tất cả các tháp năng lượng hiện có thành thành bông là được nha các bạn. Chúng ta cứ đổi tất cả các tháp năng lượng hiện có thành bông. Để chúng ta nhận thêm được tài nguyên khi mà các bạn đi cướp là được. Và đồng thời chúng ta cũng đổi luôn cái đài phun nước là từ đài phun nước màu trắng sang đài phun nước màu vàng để chúng ta bật cái chế độ gọi là đi cướp các bạn ha. Rồi cố gắng mình lấy hai Nhưng mà không hai nó nhảy lên cái khác kìa Ok cũng hoan hỷ các bạn Rồi mình lại tiếp tục đẩy full Nhà này đã được 5 Full một cái cuối các bạn Ok chúng ta có hai nhà năm Sau khi mà roll xong thì chúng ta sẽ tiến hành Đổi vị trí của các nhà này chúng ta sẽ tiến hành đổi vị trí của các nhà các bạn để cái nhà level 6 vào đây thì cái nhà kim cương của bạn lên level 10 cái kia thì nó tăng lên ha chúng ta sẽ đổi vị trí của các nhà nha chúng ta sẽ ưu tiên mấy cái tháp vô những cái nhà này chúng ta sẽ ưu tiên những cái tháp để nó gia tăng thêm cái kinh nghiệm của bạn gia tăng thêm cho những cái nhà tài nguyên Level 1, level 3, level 1, level 3 Level 1, level 3, cái nhà kim cương tại cái vị trí này Nó khá là dễ để chúng ta có thể roll vào được các bạn Nhà kim cương, sau đó chúng ta vào cái nhà này Sau đó chúng ta chuyển qua đây Hưởng kế uh, kinh nghiệm từ cái tháp này các bạn Rồi mình đã ở một vài vị trí để cho hợp lý nha Mình vào ô này mình sẽ nâng đây Vào ô này nâng cái đây Và ô đây thì chúng ta sẽ nhân nâng đài phun nước Vào chỗ này thì nhân này Vào chỗ này thì nhân này. Này, này Vào chính giữa thì xây cái này Nhà này hiện tại nó đang không có Không có để làm gì nha Tại vì mình xây bị thừa các bạn Nhưng mà chúng ta không thể số được Mình có thể mình có xây bị thừa cái này kệ chúng ta để đó Vào cuối mùa các bạn Thì chúng ta sẽ đổi những cái nhà phun nước này Sau đó các bạn đổi những cái Đổi bớt một vài cái tháp năng lượng này thành cái bông để chúng ta chuyển sang cái chế độ đi cướp bạn nha chúng ta sẽ đổi từ, từ 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 tháp năng lượng này thành bông để chúng ta chuyển sang chế độ đi cướp để chúng ta nhận thêm tài nguyên để đi cướp và trước khi đi cướp á các bạn sẽ đổi từ cái công trình này đài phun nước nguyên sơ để các bạn đổi sang cái đài phun nước màu vàng và để đổi được thì yêu cầu các bạn phải roll vào nha các bạn phải roll vào cái đài này các bạn mới đổi thành đài màu vàng sau đó chúng ta chuyển sang chế độ đi cướp các bạn ha đầu mùa thì chúng ta chủ yếu nhận tài nguyên từ việc AK và đầu mùa thì mình khuyến khích các bạn là nhận tài nguyên từ việc AK do đó các bạn hoàn toàn có thể add tim thủ vào đây các bạn hoàn toàn có thể add tiêm thủ vào đây ha chúng ta hoàn toàn có thể add tim thủ mạnh nhất của các bạn vào đây ví dụ chẳng hạn rồi nhà kim cương tại vì tại sao mà chúng mình lại khuyên các bạn nên áp tim thủ là tại vì đa phần các bạn mà đầu mùa bạn nào bạn cũng chơi theo cái lối chơi đó là các bạn cũng chơi theo cái kiểu đó là sẽ là phòng thủ để các bạn tìm được một bạn tray mà không cá tướng phòng thủ vào các bạn nó hơi khó hơi khó ha thì để tránh thiệt thòi cho một số bạn mà chúng ta chơi theo cái kiểu là ẩu bình nguyên cả đội hình của chúng ta cho người khác quánh thì các bạn có thể lợi dụng có thể làm bằng cách là chúng ta sẽ không có open tim lên để cho người khác đánh các bạn mà là chúng ta sẽ ách tướng vào để chúng ta thủ qua Rồi, tim cuối thì mình sẽ ách đại đội hình này. Ok, á à xong thủ á, à. đây là cái kiểu chơi của mình Vào cuối mùa thì mình sẽ cắn, cố gắng, cố roll vào cái đài phun nước này Chuyển sang cái đài phun nước màu vàng Một số cái tháp năng lượng mình sẽ chuyển sang cái bông Để chúng ta chuyển sang cái chế độ đi cướp Hay Chúng ta sẽ chuyển sang tháp năng lượng sang bông để chế độ đi cướp Tháp năng lượng nào level cao thì mình sẽ chuyển sang những cái nhà Để cho những cái nhà tài nguyên này nó sẽ đẩy lên level cao Nhận thêm kinh nghiệm từ... Để mình nhận thêm tài nguyên từ việc AFK nha Này, các bạn có thể thấy ở đây là các bạn này đều có xây nhà phòng thủ ở đây đều dùng sử dụng tháp năng lượng để đẩy level lên và đều chơi theo cái kiểu đều có ách tướng phòng thủ ở đây các bạn nha các bạn sẽ khí hiếm rất hiếm mà tìm được các nhà người ta không ách tướng phòng thủ có thể là người ta không xây đá nhưng mà nhà phòng thủ thì có xây nha các bạn sẽ không thấy người ta xây đá nhưng nhà phòng thủ thì người ta có xây à nhà phòng thủ sẽ có xây các bạn nhưng đá thì người ta sẽ hạn chế không xây rồi mình sẽ lấy tài nguyên chạy nhấp nhã thôi mà nó chạy luôn xấu nút chạy kiểu như thế này thì giống như là mình không ăn được luôn đó các bạn mình chỉ nhấp nhã nhưng mà chạy xấu nút chạy xấu nút thì coi như mít mít nha các bạn nha không ăn được ok mình tiếp tục đi cướp các bạn nhà này thì chơi theo kiểu âu bình hơn này nhà này thì chơi kiểu phơi mình cho thiên ngại vào cướp các bạn nhưng mà nhà này thì bạn xây theo cái bạn xây mà cái nhà tài nguyên của bạn hiện tại đang ở level quá thấp nhà tài nguyên của bạn đang ở level quá thấp nên chúng ta có vào cướp đi chăng nữa thì cũng không ăn được gì nhiều nha. Các bạn có thể thấy ở đây. Ở nhà tài nguyên hiện tại trong cái giai đoạn hiện tại các bạn thì có thể nhà tài nguyên của một số bạn bạn nâng nó chưa cao. Do đó lý do tại sao mà đầu mùa chúng ta chú trọng vào việc AFK. Tại vì đầu mùa chúng ta AFK thì chúng ta sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn nha, còn cuối mùa thì chúng ta sẽ chuyển sang đi cướp sau. Tại vì số lượng đi cướp nó phụ thuộc vào cái nhà tài nguyên của đối phương các bạn nhà thành viên của đối phương Ok rồi và mình sẽ phép được kết thúc video mình tại đây Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều Và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha Nếu các bạn thấy hay đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo Để xem thêm các video mới như là ủng hộ kênh nha Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều Xin chào tạm biệt, bye bye